Học lời Chúa với nhau thì tôi sẽ xin cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con biết ơn Chúa vô cùng vì Ngài yêu chúng con và Ngài yêu cho đến cuối cùng. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã lựa chọn chúng con.
Ngài đã đem chúng con từ nơi tối tăm bước qua nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Trong Chúa Giêsu Christ, chúng con được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Chúng con cũng cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban Thánh Linh cho chúng con, là đấng yên ủi chúng con, là thần lẽ thật để dẫn dắt chúng con vào ở trong lẽ thật của Ngài. Cũng cảm ơn Chúa vì Ngài là sức mạnh, Ngài là quyền năng, Ngài là sinh ban sự sống trong mỗi con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì một ngày tốt lành. Cảm ơn Chúa vì lời hằng sống của Ngài đã ban cho chúng con để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con, để khiến chúng con nhận biết ý muốn của Cha, để khiến chúng con bước đi và sống công chính ở trước mặt Cha. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh giờ này mở trí, mở lòng, mở mắt và sức dầu cho chính mình con và cho tất cả anh chị em của chúng con, để tai của chúng con nghe rõ được tiếng của Ngài, lòng của chúng con mở ra cho Chúa để tiếp nhận, để vâng phục theo những gì mà Ngài đã bày tỏ cho chúng con qua Thánh Linh của Ngài. Và xin Chúa khiến cho tâm trí của chúng con giờ này thông suốt, trống không, để chúng con chỉ tiếp nhận những gì đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Con cảm ơn Chúa. Có điều gì ngăn trở chúng con, có điều gì là che khuất chúng con, khiến chúng con không nghe, không hiểu, không nhận biết được ý muốn của Cha trên trời. Trong danh Jesus Christ giờ này, xin Chúa Ngài cất khỏi chúng con những điều đó. Và xin huyết của Chúa Jesus Ngài cũng tẩy rửa, Ngài tha thứ cho tất cả những yếu đuối, những quá phạm của con và của hết thảy anh chị em chúng con. Để giờ này lòng của chúng con được thanh khiết ở trước mặt Chúa, để chúng con được xứng đáng đứng nổi ở trước sự hiện diện đầy vinh quang thánh khiết của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Nguyện tất cả chúng con đều được ăn no nê ở trước bàn tiệc của Ngài đã dọn sẵn cho chúng con. Con cảm ơn Chúa. Và lòng chúng con tràn ngập sự vui mừng. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con hiệp lòng với nhau trong sự cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa ở trong Matthew 3, từ câu 13 cho đến câu số 17. Nói đến sách Matthew thì có lẽ là các anh chị em của chúng ta là quen thuộc, phải không? Rất là quen thuộc. Đây là một phúc âm mà hầu như con dân Chúa ai cũng đã đọc qua rồi và cũng đã biết rất cái câu chuyện ở trong phúc âm này. Trước khi chúng ta cùng bước vào sự suy gẫm thì tôi sẽ đọc cái đoạn này. Ai có kinh thánh thì xin mời mở ra để chúng ta cùng nhau theo dõi lời của Chúa. Matthew đoạn 3 từ câu 13 cho đến câu 17. Khi ấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilee đến cùng dân tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp têm. Song dân từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu ngài làm phép báp têm mà ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu pháp báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Cảm ơn Chúa vô cùng. Đây là một đoạn kinh thánh nói về Chúa Giêsu chịu phép báp têm tại sông Giô-đanh, phải không? Chính dân Baptist là người nem bạn dì ruột của Chúa Giêsu, là người đã được sự kêu gọi là một tiên tri, và chính Giăng Baptist đã làm phép báp têm cho Chúa Giêsu. Trước khi bước vào cái câu chuyện này thì tôi muốn mở đầu với một vài đoạn kinh thánh từ Sáng Thế Ký. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nên đi từ cái khởi đầu để chúng ta biết được cái chương trình, kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời ở trên hội thánh của Chúa và ở trên đời sống của chúng ta là những chi thể ở trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 thì chúng ta thấy rằng trước đó loài người chưa có bị sa ngã, phải không? Sáng Thế Ký đoạn 1 thì con người chưa có bị sa ngã. Và lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời dựng nên con người đó thì Ngài muốn cho con người ăn cây sự sống. Tôi thường hay nhắc lại ăn cây sự sống này. Tại vì sao? Tại vì cây sự sống này là bày tỏ chính Chúa Giêsu Christ, bày tỏ thân vị của Chúa Giêsu Christ. Và trong xuyên suốt Kinh Thánh đều tập trung vào, đều nói về Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu là trọng tâm của Kinh Thánh. Giống như là cây sự sống là trọng tâm ở tại giữa khu vườn của Ê-đen vậy đó. Cho nên chúng ta thấy là mặc dù Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva theo hình ảnh của Ngài, và Ngài hà sinh khí vào
ở trong lỗ mũi và loài người đã trở thành một loài sanh linh. Nhưng mà tuy vậy, loài người vẫn cần phải ăn cái cây sự sống mà Đức Chúa Trời Ngài đã đặt ở trong vườn Ê-đen. Tại sao mà lúc này con người chưa phạm tội mà con người phải cần ăn cái cây sự sống này nữa? Là tại vì mặc dù con người đã được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, được hà sinh khí vào trong lỗ mũi để trở thành một loài sanh linh, nhưng mà con người thì vẫn là con người. Con người không không thể nào giống như Đức Chúa Trời và bằng Đức Chúa Trời được. Để chúng ta thấy cái bàn tay của chúng ta có 5 ngón phải không? 4 ngón thì dính liền với nhau và ở sát với nhau. Thì nhưng mà cái ngón cái mặc dù nó vẫn nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta, nhưng mà cái ngón cái thì chúng ta thấy nó nằm riêng biệt. Các anh chị em xè cái bàn tay mình ra thử trước mặt mình trong thời gian này đi. Chúng ta sẽ thấy là cái ngón cái đó nó sẽ nằm riêng ra và 4 ngón kia thì nó nằm dính lại. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc đó thì tất cả 4 ngón cái, 4 cái ngón kia và ngón cái đều cùng làm việc với nhau. Mà nếu bàn tay của chúng ta mà không có cái ngón cái, chỉ có 4 ngón kia thôi đó, thì chúng ta sẽ không làm gì được. Chúng ta sẽ rất khó làm việc và cũng, tôi nghĩ là cũng không làm được nữa. Chúng ta không cầm, không nắm gì được cả. Cho nên khi chúng ta nhìn vào bàn tay thì chúng ta sẽ biết rằng ngón cái là tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Và Ngài là Đức Chúa Trời có một và chân thật. Không ai có thể so sánh với Ngài, không ai có thể bằng với Ngài được. Và 4 ngón kia là tượng trưng cho 4 cái tạo vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trong vũ trụ này. Hôm nay thì tôi không có nói đến cái điều này từng chi tiết, tôi chỉ nói tổng quát như vậy thôi. Có cơ hội thì tôi sẽ chia sẻ 4 cái tạo vật đó nó có ý nghĩa như thế nào, để giúp cho chúng ta hiểu biết được về cái chương trình của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng nên vũ trụ và tạo nên con người của chúng ta. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ nói là cái ngón cái của chúng ta như là hình, như là Đức Chúa Trời. Và 4 ngón kia là 4 tạo vật của Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời Ngài dựng nên con người của chúng ta theo hình ảnh của Ngài, nhưng mà con người thì vẫn là con người. Con người không thể nào bằng với Đức Chúa Trời và giống như Đức Chúa Trời được. Cho nên con người phải cần ăn cái cây sự sống ở trong vườn để tiếp nhận lấy sự sống của Đức Chúa Trời cho chính mình. Và khi chúng ta ăn cái cây, con người ăn cái cây sự sống đó là chính Chúa đó, thì chúng ta với Đức Chúa Trời được hòa lẫn với nhau. Chúng ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Và sự sống đó nó sẽ tràn từ trong tâm linh của chúng ta, nó tràn ra phần hồn của chúng ta. Và nó sẽ chi phối ý chí, lý trí, tình cảm và cả con người của chúng ta. Tôi nói đó là con nói về cho những con người đầu phục Chúa, những con người tiếp nhận Chúa và đặt Chúa là trọng tâm của cuộc đời mình. Thì những con người đó mới có thể bằng lòng để cho Chúa sống trong mình và sống qua mình. Và để bằng lòng để cho Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Và để rồi Chúa được ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Và chúng ta có thể hòa lẫn lại với Ngài. Và trong Kinh Thánh thường dùng cái chữ là mặc lấy Chúa Giêsu Christ đó. Chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu Christ là như vậy đó. Nhưng mà sau khi con người sa ngã và phạm tội đó, chúng ta thấy bắt đầu sáng thế ký đoạn 2 là có sự sa ngã rồi phải không? Con người bắt đầu phạm tội rồi. Thì khi mà con người phạm tội thì con người đã trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và cái bản chất của con người đã trở nên bại hoại và tội lỗi Chúa. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời dựng nên con người đó là Ngài có cái chương trình cho chúng ta, là Ngài muốn dùng chúng ta để bày tỏ Ngài ở trong vũ trụ này. Tại vì Đức Chúa Trời là linh, Ngài không có hình ảnh giống như chúng ta. Cho nên Ngài muốn bày tỏ chính mình Ngài thì Ngài phải bày tỏ qua con người của chúng ta, phải không? Cho nên khi mà Chúa dựng nên con người khởi đầu rất là tốt đẹp, để chứa đựng Ngài, để bày tỏ Ngài, để thờ phượng Ngài, để làm vinh hiển danh của Ngài. Nhưng mà sau khi con người phạm tội sa ngã, tôi nói sau khi con người phạm tội sa ngã, cái đó nó không có nằm trong cái kế hoạch chương trình đời đời của Đức Chúa Trời nha các anh chị em, nó không nằm trong ý định của Chúa. Cái đó chỉ là một cái problem, một cái trục trặc ở trong cái kế hoạch của Chúa mà thôi. Nhưng mà cái sự sa ngã của con người nó không có nằm trong cái chương trình, trong cái ý định, trong cái sự tiền định của Đức Chúa Trời trước đó. Nó chỉ là một cái problem, nó xảy ra một cách bất ngờ. Đức Chúa Trời không có đặt nó trong cái kế hoạch của Ngài.
Tại vì Satan chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và nó cám dỗ con người. Nó muốn dùng con người để nghịch lại với Đức Chúa Trời, để phá vỡ chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và sau khi con người phạm tội sa ngã, thì Đức Chúa Trời đã có một cái chương trình để cứu chuộc nhân loại, cứu chuộc con người của chúng ta. Và Ngài muốn phục hồi chúng ta để đem chúng ta trở lại với vị trí ban đầu với Chúa, trở lại với mối tương giao với Ngài, trở lại với một mối thông công mật thiết với Chúa, và để tiếp tục bày tỏ Ngài, tiếp tục làm vinh hiển Ngài và đánh trận với Satan, đánh bại kẻ thù cho Ngài. Cho nên trong cái quá trình mà Chúa Ngài cứu chuộc chúng ta bằng sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu đó, thì Chúa Giêsu là trở nên chiên con của Đức Chúa Trời như một của lễ chuộc tội để cứu chuộc chúng ta, để phục hồi chúng ta. Thì trong cái quá trình mà Chúa Ngài phục hồi chúng ta đó, thì Ngài sẽ dùng rất là nhiều điều để phục hồi lại cái con người của chúng ta vốn đã bị sa ngã, vốn đã bị tội lỗi tiêm nhiễm bởi cái chất độc của Satan. Vì con người đã ăn cái trái cây biết điều thiện và điều ác, và cái chất độc của Satan nó đã vào ở trong con người của chúng ta. Cho nên trong cái quá trình mà Chúa Ngài phục hồi chúng ta đó, thì nó phải có nhiều cái điều lắm. Đức Chúa Trời dùng rất là nhiều điều mà tôi có nói rồi. Ngài sẽ dùng lời của Đức Chúa Trời để phục hồi chúng ta. Ngài sẽ dùng linh của Ngài. Ngài sẽ dùng hoàn cảnh xung quanh chúng ta để phục hồi lại chúng ta, để tái tạo lại, để làm mới lại trong chúng ta một thần linh ngay thẳng, một cái con người mà chứa sự sống của Chúa, chứa đựng chính Chúa. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái câu chuyện tại sao Chúa Giêsu làm báp têm, để chúng ta thấy được cái ý định của Đức Chúa Trời qua cái việc mà Chúa Giêsu làm phép báp têm. Khi ấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng dân tại sông Giô-đanh đặng chịu Ngài làm phép báp têm. Và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng dân tại sông Giô-đanh, phải không? Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái địa danh Galilê. Tôi cũng có như là một hai lần chia sẻ về cái ý nghĩa của Galilê rồi. Không biết các anh chị em nào còn nhớ hay không? Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 7 đó, thì Galilê là một cái chỗ mà rất là thấp hèn và bị khinh miệt. Giống như ở Sài Gòn, hồi xưa có cái quận 4 đó, là nghe nói đến quận 4 là ai cũng ngán ngẩm, ai cũng sợ hãi hết á. Tôi không biết tại sao, có lẽ nơi đó thì tập trung nhiều cái thành phần cướp giật rồi rất là lộn xộn. Cho nên nói đến quận 4 thì người ta cũng hơi ngán khi mà đi đến đó. Thì cái vùng đất Galilee này nó cũng vậy đó. Ở trong cái tâm trí của người Do Thái, cái sự suy nghĩ của người Do Thái, lúc bây giờ thì Galilee là một nơi rất là tầm thường, là bị người ta coi thường, bị người ta khinh miệt. Tôi sẽ đọc cho các anh chị em nghe một cái đoạn Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 7, để cái lời bình luận của những người Do Thái về cái vùng đất Galilee như thế nào. Ở trong Giăng đoạn 7 câu 40 và câu 41, trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói: người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: ấy là đấng Christ. Người khác nữa lại nói: đấng Christ há từ Galilee mà đến sao? Có nghĩa người ta nói Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng Christ, thì Ngài không thể nào ra từ Galilee được, tại vì cái nơi đây là cái nơi tầm thường, cái nơi khinh miệt, mà Ngài là đấng vĩ đại như vậy thì Ngài không thể ra từ một nơi tồi tàn như vậy. Đó, chúng ta thấy là Galilee là một nơi như vậy đó. Rồi, từ Galilee đến sông Giô-đanh. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái chữ Giô-đanh. Giô-đanh là nơi kết liễu và hồi sinh, là nơi để nảy mầm cái sự sống. Tại sao tôi nói Giô-đanh là nơi để kết liễu, rồi là một nơi sau khi kết liễu đó thì nó sẽ hồi sinh và nảy mầm sống lại? Cái tựa đề mà ngày hôm nay tôi đặt cho cái bài học của chúng ta là kết liễu. Chắc có lẽ các anh chị em nghe cái từ này thì chúng ta không muốn nghe, phải không? Tại vì không ai muốn mình bị kết liễu cả. Kết liễu là một cái gì đó nó giống như là chấm dứt, là kết thúc, cũng như là chết.
Cho nên không ai muốn mình bị kết liễu cả. Ai cũng muốn mình được phước, ai cũng muốn mình được yêu thương, ai cũng muốn mình được vươn tới hết á. Không ai muốn mình bị kết liễu, bị kết thúc cả. Cho nên, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu cái, rồi chúng ta sẽ thấy được trong chương trình của Đức Chúa Trời, hai cái chữ kết liễu nó vô cùng quan trọng cho tất cả mọi cơ đốc nhân của chúng ta. Và chính Chúa Giê-xu, Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi Ngài đến ở trong thế gian này, Ngài vẫn phải từ Galilê đến nơi sông Giô-đanh để chịu kết liễu giống như chúng ta. Thì Giô-đanh, chúng ta thấy cái dân báp tít, ông làm báp tên tại sông Giô-đanh phải không? Và bây giờ chúng ta trở về cổ ước trong sách Giô-suê. Khi mà dân Israel sau khi 40 năm họ lang thang ở trong đồng vắng đó, thì bây giờ Đức Chúa Trời Ngài dùng Giô-suê là một lãnh tụ để thay thế cho Môi-se, để dẫn tiếp tục dẫn dân sự của Chúa bước vào trong nơi đất hứa. Và trên cái hành trình họ bước vào trong đất hứa thì họ đi qua sông Giô-đanh. Bây giờ các anh chị em nào có Kinh Thánh thì chúng ta cùng nhau mở ra ở trong Giô-suê. Chúng ta mở ra ở trong Giô-suê để chúng ta đọc vài câu Kinh Thánh trước khi chúng ta tìm hiểu về Giô-đanh như thế nào. Ở trong Giô-suê đoạn số 4, tôi sẽ đọc cho các anh chị em nghe câu số 8 và câu số 9. Vậy dân Israel làm theo điều Giô-suê đã biểu, bèn lấy 12 hòn đá ở giữa sông Giô-đanh, theo số chi phái dân Israel, và đem nó theo cùng mình đến chỗ nào phải ngủ ban đêm, rồi đặt tại đó y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. Giô-suê cũng dựng 12 hòn đá giữa sông Giô-đanh, tại nơi chân những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng. Các hòn đá ấy hãy còn ở đó cho đến ngày nay. Chúng ta thấy là khi mà dân Israel vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời bước xuống sông Giô-đanh, thì là sông Giô-đanh nó rẽ ra làm đôi, và dân Israel đi qua sông Giô-đanh giống như là đi trên đất khô. Và chúng ta cũng nhớ lại họ cũng đã một lần đi qua biển đỏ, phải không? Một lần họ đi qua biển đỏ, thì Chúa cũng rẽ biển đỏ và họ đi qua biển giữa lòng biển giống như là trên đất khô. Và cái lần thứ hai này thì dân Israel đi qua sông Giô-đanh. Và khi mà họ đã đi qua hết rồi đó, thì Đức Chúa Trời Ngài phán với lại Giô-suê là phải lấy 12 hòn đá đặt giữa sông Giô-đanh. Và 12 hòn đá là tượng trưng cho 12 chi phái của dân Israel. Và tại sao mà khi họ đã đi qua rồi thì phải lấy 12 hòn đá để đặt lại giữa sông Giô-đanh? Và Chúa nói là khi mà con cháu của dân Israel họ hỏi lại tại sao có 12 hòn đá này, thì kể lại cho con cháu nghe cái hành trình mà tổ phụ của họ đã đi trong đồng vắng rồi vượt qua sông Giô-đanh như thế nào, để nhắc cho họ, con cháu của họ nhớ lại ơn của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời, sự tế trị, sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ở trên dân tộc Israel, để cho con cháu của họ không có quên Đức Chúa Trời. Và cái ý nghĩa mà đặt cái 12 hòn đá ở giữa sông Giô-đanh, tại nơi đây cũng cho chúng ta thấy một hình ảnh của báp têm. Khi dân Israel họ đi qua sông Giô-đanh có nghĩa là họ phải chịu báp têm. Khi họ đi xuống lòng sông Giô-đanh và họ vượt khỏi, khi họ xuống dưới dòng sông Giô-đanh đó, là lúc đó họ đang kết liễu. Đức Chúa Trời kết liễu điều gì? Đức Chúa Trời kết liễu một cái dòng dõi lang thang trong đồng vắng 40 năm. Và khi mà họ đến sông Giô-đanh đó, thì ngay cái thời điểm đó là cái thời điểm mà Đức Chúa Trời kết liễu họ. Kết liễu những cái con người cũ, những cái con người phản loạn ở trong đồng vắng. Và 12 hòn đá đặt giữa sông Giô-đanh cho chúng ta thấy đó là hình ảnh của sự kết liễu. Báp têm là gì? Báp têm là đồng chôn với Chúa Giê-xu Christ và đồng sống lại với Ngài. Và báp têm cũng là một cái ý nghĩa là kết liễu con người cũ của chúng ta, để chúng ta sống bằng con người mới bởi sự sống của chính Đức Chúa Trời, chính con của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh là thần ban sự sống. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được tái sanh và Linh của Đức Chúa Trời bắt đầu ngự ở trong linh của chúng ta. Ngài phục hồi cái phần linh đã chết chúng ta và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự ở trong đó. Và Ngài làm cho linh của chúng ta được sống lại. Và chúng ta được sống bởi sự sống của chính Đức Chúa Trời.
Cho nên cái việc mà đặt 12 hòn đá ở giữa sông Giô-đanh là Đức Chúa Trời cho chúng ta một cái sự dạy dỗ, một cái sự nhắc nhở và một cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời là bắt tem, là kết liễu, là kết thúc, là chết đi con người cũ của chúng ta. Và khi dân Israel họ lên ra khỏi sông Giô-đanh, họ bước ra khỏi sông Giô-đanh có nghĩa là đây là một cái khởi đầu mới cho dân Israel, một cái khởi đầu mới, một cái sự phục sinh, một cái sự hồi sinh sau khi họ đã bị kết liễu, bị chôn ở dưới dòng lòng sông Giô-đanh. Và khi họ đã lên khỏi sông Giô-đanh và họ tiến vào trong vùng đất hứa, miền đất hứa, và miền đất hứa Kinh Thánh cho chúng ta đó là hình ảnh của Đấng Christ, hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Và họ đã tiến vào vùng đất hứa đó, họ đã sống lại khi sau khi họ bị chết, bị chôn, bị kết liễu. Và giờ đây họ là những con người mới, những con người phục sinh, những con người đã được Đức Chúa Trời Ngài làm cho sống lại. Và họ vào ở trong miền đất hứa Canaan là vào ở trong chính Chúa Giêsu Christ. Thì bây giờ cái hình ảnh của bắp tem mà Chúa Giêsu chịu ngày hôm nay, Giô-đanh nó cũng có ý nghĩa như vậy. Và chúng ta thấy là từ Galilee là một cái nơi tồi tàn, phải không? Là một cái nơi bị người ta khinh miệt, và Chúa Giêsu đi đến sông Giô-đanh để chịu làm bắp tem. Có nghĩa là Ngài cũng phải bị kết liễu giống như chúng ta. Mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà khi mà Ngài trở nên con người, Ngài nhập thể trở nên con người giống như chúng ta, thì Ngài cũng giống như chúng ta mà thôi. Ngài cũng giống như chúng ta, các anh chị em. Cho nên các anh chị em ơi, từ chúng ta là ai? Chúng ta là có phải là những con người từ những nơi tôn trọng không? Tại sao Chúa Giêsu không đi từ Bethlehem đến Jerusalem? Bethlehem ở trong cái thời điểm này rất là được tôn trọng, rất là một nơi rất là tốt. Và Jerusalem cũng là một nơi có đền thánh, là nơi mà tập trung những cái sự kiện quan trọng, là nơi một địa danh rất là quan trọng, nổi tiếng. Bethlehem và Jerusalem đều nổi tiếng, nhưng mà Galilee và Giô-đanh là một nơi khinh miệt, bị khinh miệt, rồi cuối cùng đi đến chỗ bị kết liễu. Đây là nguyên tắc của Đức Chúa Trời cho tất cả chúng ta. Nếu mà chúng ta được tôn trọng, nếu mà chúng ta được khen ngợi, thì đó không phải là ý định của Đức Chúa Trời cho chúng ta đâu các anh chị em. Nhưng mà chương trình của Đức Chúa Trời phải đi từ cái khởi đầu là chúng ta phải là những con người từ ở trong những nơi đổ nát, hoang tàn của thế gian, cuộc đời đổ nát của chúng ta, cuộc đời đầy tội lỗi, đầy thương tích, không ra gì của chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta từ đó đi đến sông Giô-đanh, là đi đến cái chỗ để kết liễu cuộc đời của chúng ta, kết liễu cái quá khứ tội lỗi của chúng ta, con người thiên nhiên đầy dẫy xác thịt, đầy dẫy bản ngã, đầy dẫy ý riêng, đầy dẫy sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Cái bản chất con người cũ của chúng ta là kiêu ngạo, là khoe khoang, là không bao giờ muốn hạ mình xuống và muốn cho tất cả mọi người đều phải nghe theo mình, phải phục theo mình. Ai trái ý với chúng ta là chúng ta không đồng ý, chúng ta không chịu. Ý của chúng ta là phải hơn ý của tất cả những người khác. Đó là con người đó mà Chúa muốn chúng ta phải kết liễu nó tại sông Giô-đanh. Các anh chị em có hiểu cái điều tôi muốn nói tại nơi đây không? Amen, hallelujah. Làm chịu bắp tem, Chúa Giêsu phải chịu bắp tem. Cảm ơn Chúa. Xong dân từ chối mà rằng, chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tem mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời Ngài. Khi mà Chúa Giêsu đến với dân bắp tít đó, để chịu bắp tem thì dân từ chối. Thì dân từ chối cũng đúng thôi. Theo cái con người thiên nhiên của mình, Chúa Giêsu phải là lớn hơn dân, phải không? Tại vì dân biết rõ Chúa Giêsu Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Ngài không phải là một con người tầm thường. Dân bắp tít biết điều đó, cho nên ông mới từ chối. Ông nghĩ là chính Chúa Giêsu phải làm bắp tem cho ông. Ông phải cần được Chúa Giêsu làm bắp tem. Mà tại sao Chúa Giêsu lại đến và kêu ông làm bắp tem cho Chúa Giêsu là một điều nghịch lý, là một điều không thể chấp nhận được. Tại vì Chúa Giêsu phải tôn trọng hơn dân bắp tít chứ. Nhưng mà Chúa Giêsu đáp
như thế nào? Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Các anh chị em có hiểu cái chữ công bình và công chính của Đức Chúa Trời không? Công bình và công chính có nghĩa là chúng ta làm tất cả mọi điều theo ý định của Đức Chúa Trời, theo ý muốn của Ngài. Đó là sự công chính. Và Chúa Giê-xu Ngài đến với Giăng Báp-tít để chịu làm phép báp-têm, có nghĩa là Ngài đến để làm theo ý muốn của Cha trên trời, để thỏa đáp cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, cái sự vâng phục của Ngài đối với Cha của mình. Đó là sự công chính. Sự công chính là chúng ta làm, nói, đi, đứng và tất cả mọi hành động của cuộc đời chúng ta nó theo như ý muốn của Đức Chúa Trời và theo như điều Đức Chúa Trời chỉ định, chứ không phải như theo điều chúng ta nghĩ, điều chúng ta nghĩ là phải, điều chúng ta nghĩ là đúng. Các anh chị em, một chút xíu nữa tôi sẽ nói sâu hơn về điều này. Ví dụ như Đức Chúa Trời nói rằng bây giờ ta muốn các ngươi trổ một cái cửa ở trên nóc nhà và các ngươi phải đi từ cái cửa đó vào trong nhà. Nhưng mà chúng ta nói, ôi Chúa ơi, cái này gì kỳ vậy? Cái cửa thì phải cửa trước, cửa sau chứ thì mới đi vào nhà được chứ. Bây giờ tự nhiên Chúa kêu trổ cái cửa từ trên nóc nhà, ai mà làm như vậy? Cái đó là không có đúng. Sai rồi. Và chúng ta không muốn thì chúng ta thấy nó nghịch lý. Nhưng mà nếu chúng ta cãi lại với Đức Chúa Trời như vậy đó, thì chúng ta không làm theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự công chính của Đức Chúa Trời là chúng ta nói, làm, hành động, suy nghĩ nó theo như ý muốn của Chúa chứ không theo ý của chúng ta. Cho dù Đức Chúa Trời muốn như thế nào, nói như thế nào thì chúng ta phải vâng theo như thế đó. Đức Chúa Trời nói cái cửa nó phải ở trên nóc nhà thì chúng ta phải đi từ cái cửa đó xuống nhà, thì đó là sự công chính. Còn chúng ta nói cái cửa là phải đi từ cửa trước, cửa sau nó mới đúng, và chúng ta không nghe theo lời Chúa, không đi từ cái cửa từ trên nóc nhà xuống theo như Đức Chúa Trời chỉ định, thì chúng ta không là những con người công chính, chúng ta là những người bất hợp pháp ở trước mặt Đức Chúa Trời, bất pháp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên, Chúa Giê-xu, Ngài phải chịu làm phép báp têm. Ngài phải chịu Giăng Báp-tít làm phép báp têm cho Ngài. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu Ngài hạ mình xuống. Ngài cũng phải chịu kết liễu như chúng ta vậy. Sông Giô-đan báp têm là sự kết liễu của mỗi cuộc đời của chúng ta, các anh chị em. Và để chúng ta làm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời. Và ở trong cái thời kỳ này, trong cái thời kỳ của Giăng Báp-tít, thì Đức Chúa Trời chỉ định cái cửa của báp têm là sự công chính. Thì tất cả mọi người đều phải chịu báp têm và Chúa Giê-xu không ngoại lệ. Mặc dù Ngài là vua, chúng ta đọc cái chủ đề của Ma-thi-ơ, Chúa Giê-xu là vua. Đức Chúa Trời Ngài khải thị cho Ma-thi-ơ viết về Chúa Giê-xu và viết ở trong cái khía cạnh Chúa Giê-xu Ngài là vua. Và vua thì phải có vương quốc, phải không? Vua thì phải có vương quốc, có đất nước. Cho nên chúng ta học tại nơi đây một điều và Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta về cái ý định của Đức Chúa Trời là trước khi làm vua thì Chúa Giê-xu phải chịu cách liễu. Chúa Giê-xu cũng giống như chúng ta. Các anh chị em, mỗi cuộc đời của chúng ta muốn trở nên người mới, chúng ta muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta muốn được Đức Chúa Trời Ngài hài lòng vì chúng ta, thì trước nhất chúng ta phải để cho Chúa kết liễu con người cũ của chúng ta. Nhưng mà khi mà kết liễu đó, nó không phải là một cái chuyện dễ đâu các anh chị em. Nó đau đớn lắm. Nó rất là đau đớn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúa có thể dùng chồng của chúng ta để kết liễu chúng ta. Chúa có thể dùng người vợ của chúng ta để kết liễu chúng ta. Chúa có thể dùng những người xung quanh của chúng ta để kết liễu chúng ta. Mà nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta phàn nàn, chúng ta cay đắng, chúng ta lầm bầm. Và chúng ta than thở về những cái dụng cụ, những cái khí cụ, những cái phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để kết liễu con người cũ của chúng ta. Vì nếu chúng ta không kết liễu thì chúng ta không thể nào sống lại, chúng ta không thể trở nên người mới, chúng ta không thể được hồi sinh, được phục hồi các anh chị em. Chúng ta không thể được phục sinh.
Cho nên Đức Chúa Trời Ngài sẽ dùng bất cứ con người nào và bất cứ hoàn cảnh nào để kết liễu chúng ta, để bắt tem chúng ta, để kết liễu con người của chúng ta. Và nguyện Chúa cho chúng ta nhìn biết được cái ý muốn này để chúng ta vâng phục Chúa. Và khi chúng ta vâng phục Chúa có nghĩa là chúng ta đang làm thỏa mãn cái sự công chính của Đức Chúa ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Và các anh chị em, nhiều người tưởng là hội thánh của Đức Chúa Trời là một nơi thiên đàng, là một nơi rất tốt đẹp, là vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều đó không sai. Hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi Đức Chúa Trời hiện diện, và Chúa Giêsu Christ Ngài là đầu của hội thánh. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành trong hội thánh. Hội thánh là nơi mà Chúa Ngài bày tỏ đường lối ý muốn của Chúa cho thế gian này, cho nhân loại này qua hội thánh của Chúa. Nhưng mà các anh chị em cũng nên biết một điều, hội thánh là nơi để kết liễu con người cũ của chúng ta. Hội thánh là nơi để kết liễu con người cũ của chúng ta. Chính vì có nhiều người không hiểu được cái ý định này của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình, dùng hội thánh để tỉa sữa mình, để cắt xén mình, để kết liễu con người của mình. Cho nên họ cay đắng và họ bỏ đi những hội thánh khác. Tôi không có nói là có những hội thánh họ quá thế gian, họ quá phàm tục. Họ chối bỏ Chúa, họ chối bỏ lẽ thật của Chúa thì chúng ta không thể tiếp tục ở. Nhưng mà có những hội thánh họ vẫn bước đi theo lời của Chúa, họ giảng dạy lời của Chúa cách chân chính. Nhưng mà có những cái lục đục nó xảy ra giữa anh em của chúng ta với nhau. Mít lòng với nhau, rồi đụng chạm với nhau, rồi giận hờn với nhau, rồi cay đắng với nhau gì đó. Đủ thứ chuyện lung tung beng ở trong hội thánh hết. Thì chúng ta nghĩ là ôi cái hội thánh này nó không tốt, hội thánh của Chúa gì đâu mà không có yêu thương, hội thánh của Chúa gì đâu mà cứ gây gỗ, cứ là lục đục với nhau hoài như vậy. Cái này là không phải hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta là người đầu phục ý muốn của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái điều lục đục va chạm, gút mắt nó cọ quẹt, nó xảy ra giữa chúng ta với anh em của chúng ta, giữa tín đồ với mục sư, giữa mục sư với tín đồ, giữa chúng ta với nhau, giữa các chi thể với nhau, đó là cái sự kết liễu, cái sự kết thúc, cái sự giết chết mà Đức Chúa Trời Ngài dùng nó để giết chết con người cũ của chúng ta, để Chúa Ngài muốn hồi phục chúng ta. Vì nếu chúng ta không có sự kết liễu đó thì chúng ta không thể phục sinh được, các anh chị em. Cho nên chúng ta cần phải được kết liễu, và đó là cái sự kết liễu đó, cái sự bát tem đó là nó nằm trong chương trình ý muốn của Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta, và không ai có thể ra khỏi cái nguyên tắc đó được. Không có ai có thể đi một cái cửa, cánh cửa khác mà vào nhà của Đức Chúa Trời được, các anh chị em. Và bát tem là một cái cánh cửa do chính Đức Chúa Trời Ngài chỉ định. Và chúng ta tất cả đều phải đi qua cái cánh cửa của sự báp tem, của sự kết liễu đó. Và nguyện Chúa Ngài cho chúng ta nhìn thấy được cái điều này, để cho chúng ta phải biết rằng tất cả chúng ta đều phải vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời và làm thỏa đáp cái sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta chạy đi tìm phép lạ, chúng ta thấy ôi sao cuộc đời của tôi sao có nhiều cái rối ren, cái lung tung quá vậy, chắc có lẽ là có cái bị ma quỷ gì nhập rồi cái gì đó, chúng ta phạm tội với Chúa hay gì đó để Chúa nổi giận, rồi cuộc đời của chúng ta cứ lận đận, cứ bấp bênh, cứ gập ghềnh, sao mà không có bình, sao không thấy nó êm xuôi gì cả vậy. Thôi bây giờ phải chạy đi đến đại hội để nhờ mục sư này đặt tay cầu nguyện để giải phóng chúng ta ra khỏi một cái điều gì đó, và chúng ta phải cần đi đến cái chỗ này gặp những người nổi tiếng để họ giúp đỡ chúng ta, để hồng cho chúng ta thoát được cái tình cảnh rối ren đó. Thì chúng ta nghĩ như vậy. Mà chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta được đặt tay té xuống, có nghĩa là chúng ta đã được đầy dẫy Thánh Linh rồi, từ nay cuộc đời của chúng ta sẽ được vui, sẽ được thành công rồi, chúng ta sẽ thoát được những cái rối ren rắc rối trong đời sống của chúng ta rồi, là sung sướng rồi, là được rồi, là tốt rồi. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta đi cái con đường đó đâu. Chúa không muốn chúng ta đi từ Bethlehem đến Jerusalem đâu, các anh chị em. Chúa muốn chúng ta phải đi từ Galilee đến Jordan. Chúa muốn chúng ta phải, con người của chúng ta phải bị kết liễu, cái xác thịt của chúng ta phải bị đóng đinh, con người cũ, cái bản ngã, cái chất thiên nhiên, đầy dẫy thiên nhiên của con người của chúng ta, nó phải bị kết thúc tại sông Giô-đanh.
Amen. Cái cách như vậy đó thì chúng ta mới được sống lại, mới được phục sinh. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không? Ngài chịu bắt tem, Ngài phải chịu chết, Ngài phải chịu chôn, rồi Ngài mới phục sinh. Ngài không có đi cái con đường tắt. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người đi con đường tắt. Họ không muốn để cho Đức Chúa Trời xử lý. Họ không muốn để cho Chúa kết liễu họ tại sông Giô-đan. Họ muốn một bước là nhảy lên tới mây, làm phép lạ, đuổi quỷ, chữa bệnh, giàu có, sung túc ở trong cuộc đời này. Họ nghĩ là bây giờ giàu có mới là ý muốn của Chúa. Con cái của Chúa không được nghèo. Con cái của Chúa nghèo là trật với ý muốn của Chúa. Kinh Thánh nào nói như vậy các anh chị em? Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói như vậy cả. Sứ đồ Phaolô nói gì? Tôi biết giàu mà tôi cũng biết nghèo. Tôi biết dư dật và tôi cũng biết thiếu thốn. Có nghĩa là Chúa Giêsu nói rằng con cáo có hang chim trời có tổ, nhưng mà con người không có chỗ mà gối đầu. Có những người nói là Chúa ơi con muốn theo Chúa, và Chúa nói là hey, con cáo có hang chim trời có tổ nhưng mà con người không có chỗ gối đầu nha. Ngươi có chuẩn bị tinh thần đó không? Nếu chuẩn bị rồi thì hãy mới đi theo ta, còn không thì thối lui đi. Cho nên con đường của Chúa là con đường của thập tự giá, con đường của sự kết liễu, con đường của sự kết thúc của con người cũ của chúng ta, con đường của sự đóng đinh, các anh chị em. Tôi sẽ đọc cho các anh chị em nghe ở trong Ma-thi-ơ đoạn, để chúng ta thấy được ý muốn của Chúa ở tại nơi đây. Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 24 cho đến câu 28, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì có người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Chúa sẽ thưởng cho mọi người tùy việc họ làm. Chúa sẽ thưởng cho những con người nào phục theo sự công chính của Đức Chúa Trời, bát tem, chịu chết, chịu chôn, chịu kết liễu. Có nghĩa là họ chịu mất cái sự sống của mình, bỏ cái sự sống cũ của mình đi, bỏ cái sự sống thiên nhiên của mình đi, bỏ cái sự sống thiên nhiên kiêu ngạo hay khoe khoang của con người của ngày trước đó. Thì chúng ta sẽ được lại sự sống của Chúa. Chúng ta sẽ được lại sự sống của Chúa, các anh chị em. Chúng ta sẽ là những con người phục sinh. Và Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận những cái cuộc đời nào sống ở trong sự sống phục sinh mà thôi. Có nghĩa là cái giai đoạn sau khi kết liễu mà thôi. Có thể chúng ta sẽ làm nhiều việc cho Đức Chúa Trời lắm. Chúng ta sẽ đuổi quỷ nè, sẽ làm nhiều phép lạ nè. Nhưng mà Chúa Giêsu sẽ nói như thế nào ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7? Đây là một câu kinh thánh tôi nghĩ là ai cũng biết cái câu này hết. Chúa Giêsu nói rằng, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu từ câu 21, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Làm theo ý muốn của cha ta trên trời là gì? Có nghĩa là chúng ta phải đi theo sự công chính của Đức Chúa Trời, phải thỏa đáp sự công chính của Đức Chúa Trời. Thỏa đáp cái chương trình ý muốn kế hoạch của Đức Chúa Trời, chúng ta phải đi theo nguyên tắc của Ngài. Chứ không phải là chúng ta muốn đuổi quỷ là chúng ta đuổi quỷ, rồi chúng ta muốn làm cái gì là chúng ta làm đâu. Mặc dù đó là công việc của Đức Chúa Trời, nhưng mà nếu mà công việc đó nó không đi ở trong cái trình tự của Đức Chúa Trời, không đi theo cái nguyên tắc sự sống của Chúa, có nghĩa là chúng ta phải chịu kết liễu trước, rồi chúng ta được phục sinh. Và cái công việc, cái công tác mà chúng ta làm cho Đức Chúa Trời là công tác nó ra từ sự sống thiên nhiên của chúng ta, là trước khi chúng ta bị kết liễu hay là sau khi chúng ta bị kết liễu. Đó là cái chuyện khác. Và Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận những cái công tác nào của những con người đã chịu kết liễu. Có nghĩa là sau khi bị kết liễu và họ bước đi, họ sống trong sự sống phục sinh, là sống bởi sự sống của chính con Đức Chúa Trời, là sự sống đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên Chúa mới nói tại nơi đây là chẳng phải hỡi những kẻ nào nói cùng ta rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng mà chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng ta chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, mà và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ủa chúng ta nói, ủa sao kỳ vậy? Tại sao mà
Mà mấy người này cũng nhân danh Chúa để làm phép lạ, nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa mà. Đâu có phải làm khơi khơi đâu. Mà tại sao Chúa nói là Chúa không biết mấy người này? Và nhiều khi chúng ta cũng nhân danh Chúa để làm này, làm kia, làm nọ, làm mục vụ, làm đủ thứ chuyện hết. Đi chỗ này, đi chỗ kia, thăm viếng, chăm sóc, rồi đuổi quỷ, rồi cầu nguyện, chữa bệnh, làm tùm lum hết. Nhưng mà rồi cuối cùng đứng trước tòa án của Chúa Giêsu Christ, Ngài nói là tao không biết ngươi đâu. Lúc đó chúng ta kể kể ngày đó, tháng đó con làm cái đó, con làm cái đó, thì Chúa nói là sorry nha, tao không biết các ngươi. Tại vì chúng ta làm ở trong cái con người xác thịt của chúng ta. Chúng ta làm theo ý riêng mà không làm theo ý muốn của Cha. Và chúng ta không ở trong nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Các anh chị em, có thể có những người họ nhân danh Chúa để đặt tay chữa bệnh, đặt tay nói, để nói tiên tri, để đuổi quỷ, nhưng mà cái con người cũ của họ, họ không phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ vẫn còn đầy bản ngã xác thịt, họ không chịu phục lãnh đạo của họ, họ cãi người lãnh đạo của họ. Và họ từ khước tiếng phán của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của họ. Họ không chịu đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Có những cái đứa con ở trong gia đình, nhiều khi nó làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà nó làm, nhưng mà lòng chúng ta không có muốn nó làm. Chúng ta muốn nó đi rửa chén thì nó đi quét nhà. Nó nói là ồ con cũng phụ ba mẹ vậy, con cũng quét nhà vậy. Nhưng mà trong cái thời điểm đó chúng ta muốn nó rửa chén hơn là muốn quét nhà. Nhưng mà nó thì nó nói nó thích quét nhà hơn, nó muốn rửa chén. Đó là như vậy. Chúa muốn chúng ta đi con đường của sự kết liễu, của sự chết, của sự chôn. Chúa muốn chúng ta đóng đinh bản ngã xác thịt. Chúa muốn chúng ta đầu phục tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi con người mà Chúa đặt để xung quanh của chúng ta, để giúp chúng ta tỉa sữa cắt xén, để chúng ta được phục sinh, để chúng ta được sống một đời sống mới với Ngài. Có nghĩa là chúng ta sống bởi Ngài, nhưng mà chúng ta không có đầu phục Chúa trong những cái chuyện đó. Cãi với nhau, cãi inh ỏi luôn. Nhưng mà đặt tay đi đến đâu thì nói tiên tri, đi đến đâu thì đặt tay nói vị danh của Chúa. Nhưng mà thực chất ở trong gia đình thì cãi chồng vợ gây lộn tơi bời qua lá luôn. Rồi con cái, rồi xung quanh chúng ta đi tới đâu không nhường ai, không nhìn ai, người ta nói một câu mình nói lại một câu, ai đụng tới là giận lên. Thì cái đó là khi mà chúng ta vẫn còn giữ cái chất đó, chúng ta không chịu để, không bắt tem, không chịu để cho Chúa kết thúc, kết liễu nó đó. Mà một mặt thì chúng ta đi vào nhà thờ, chúng ta làm cái này làm cái kia, thì Đức Chúa Trời không thể chấp nhận cái điều đó được các anh chị em. Ngài muốn cho chúng ta giống như một cái của lễ thiêu. Ngài muốn cho chúng ta giống như một của lễ thiêu. Rồi chúng ta thấy một con chiên không, một cái sinh tế mà trước khi dân Israel họ dâng cho Chúa, là con chiên đó phải bị giết, rồi phải bị vặt lông ra, rồi lấy những cái phần phân, rồi mấy cái gì đó nó dơ bẩn ra khỏi, và dâng lên thịt, dâng lên những điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời. Và cái lửa nó đốt lên thì cái mùi thơm đó nó bay lên Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy là khi mà một con chiên mà nó chịu đốt là nó trở thành một đống tro tàn. Cái điều còn lại của một con chiên, của một cái của lễ để dâng lên Đức Chúa Trời chẳng qua là một đống tro tàn thôi. Và cái điều còn lại là gì? Cái mùi hương nó bay lên sau khi đã đốt, sau khi cái con chiên đó nó bị đốt rồi đó, thì cái mùi hương nó được bay lên và Đức Chúa Trời hưởng lấy cái mùi hương đó. Và còn cái xác con chiên nó chỉ là một cái đống tro tàn mà thôi, không còn gì cả. Và Chúa muốn chúng ta như vậy. Chúa muốn con người cũ của chúng ta phải bị kết liễu, phải bị kết thúc, và nó không còn gì cả. Và sau khi nó bị kết liễu, nó bị kết thúc, và chúng ta chỉ còn lại cái chất của Đức Chúa Trời, thì đó là cái mùi hương mà bay lên và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, các chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Còn những phần về sau, bây giờ đã 8 giờ rồi thì không thể nào mà học hết cái đoạn này. Tôi sẽ dời lại cho thứ hai tuần sau. Chúng ta sẽ kết thúc cái bài học này trong thứ hai tuần sau. Bây giờ xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả các anh chị em. Mặc dù bài học của chúng ta nó đến cái phần nữa thôi, nó chưa đến lúc kết thúc. Nhưng mà tôi ước mong rằng những cái gì mà nãy giờ bởi ơn Chúa tôi chia sẻ lại các chị em, sẽ nhắc nhở lại cho chúng ta, và sẽ làm cho chúng ta thấy được những cái ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta, và hầu cho chúng ta bước đi
thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta không sống theo ý riêng nữa các chị em, và chúng ta phải bước đi theo cái kế hoạch của Đức Chúa Trời muốn ở trên đời sống của chúng ta, chứ không phải chúng ta muốn bước đi lung tung muốn làm gì làm. Amen. Amen. Cảm phước cho tất cả chúng ta. Amen. Chúng ta sẽ cầu nguyện để chia sẻ những gì mà chúng ta đã nhận được buổi sáng hôm nay. Là Chúa kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì thì giờ trôi qua rất là mau, nhưng mà chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài đã dạy dỗ chúng con, mở mắt cho chúng con nhìn thấy được những lẽ thật trong lời hằng sống của Ngài. Chúa ơi, Đức Chúa Trời, Ngài có chương trình cho mỗi đời sống của chúng con, Ngài có nguyên tắc cho mỗi đời sống của chúng con. Xin cho chúng con nhận biết điều đó, xin Đức Thánh Linh giúp đỡ cho tất cả chúng con, để chúng con không đi ra ngoài ý muốn của Ngài, để chúng con không làm theo điều lòng của chúng con nghĩ, chúng con không lấy bụng mình làm Chúa mình, nhưng mà chúng con bước đi theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa Ngài muốn chúng con phải kết liễu con người cũ của chúng con. Chúa muốn chúng con làm bắp tem. Chúa muốn chúng con phải đi từ Galilee đến Vô Đặng, để chúng con kết thúc, kết liễu cái con người cũ đầy bản thân chúng con, để chúng con sống lại với Chúa trong một đời sống mới. Chúng con hiệp một với Chúa Giê-xu, chúng con mặc lại Chúa Giê-xu, và Ngài là tất cả của đời sống của chúng con. Chúng con tùy thuộc vào Ngài, chúng con sống bởi Ngài, và tất cả những điều của cuộc đời của chúng con phải ra từ nơi Ngài, để đời sống của chúng con thực sự được phước, được ơn, và được Đức Chúa Trời Ngài đẹp lòng như một của lễ con mùi thơm. Con cảm ơn Chúa. Chúa giúp đỡ cho tất cả anh chị em chúng con, và nguyện chúng con là những con người sẽ là những con người đầu phục ý Cha trên trời, giống như Chúa Giê-xu. Ngài đã đầu phục ý Cha, Ngài đã đến sông Giô-đan để làm phép bóng đèn, Ngài cũng phải chịu kết liễu, chịu chết và chôn. Ngài đi con đường đó, thì xin Chúa cho chúng con cũng đi con đường mà Chúa Giê-xu Ngài đã đi. Cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng với nhau trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Cho lời